sản phẩm này đã đạt tiêu chuẩn GSC của Nhật Bản. Tiêu chuẩn đấy là một trong những cái tiêu chuẩn khắt khe nhất và một trong những tiêu chuẩn cao nhất của thế giới trên thế giới á. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào cái sản phẩm chính hãng của Mazda ấy, là đều có logo của Mazda màu tím này ở đằng trước ạ. Và cái xe này có ba màu các bạn nhé, màu đen, màu nâu và màu hồng. Mình có thể lựa chọn màu sắc của bé. Và tiếp theo là sản phẩm nó có một cái thanh nhạc phụ nhạc như này. Ở chỗ này thì em chưa lắp pin, nhưng mình lắp pin vào đây thì nhạc nó sẽ tắt, phát nhạc và sắc sáo để cho bé cảm thấy thích thú khi ngồi xe, bé không buồn lên xe nữa, hay là bé không bài thì bé xe, bé không sợ xe, trong cái đồ chơi này bé sẽ thích thú hơn. Thứ hai nữa là cái thiết kế của cái xe này để tròn ấy, nó rất là đơn giản và để trong nhà nó khá là thanh lịch á. Mình có thể để trong tất cả các chỗ của ngôi nhà này, rất là đẹp. Tiếp theo làm cái ghế đệm này, anh có thể zoom vào đây nhé. Cái ghế đệm sản phẩm này thì cái này mình có thể tháo rời ra để giặt được. Và thứ hai nữa là mình có thể nâng hạ độ cao. Mình rút cái dây này các chị nhé, để nâng hạ độ cao tùy vào cái chiều cao của bé nhà mình ấy. Rồi tiếp theo ạ, chức năng tiếp theo là mình có gấp gọn. Thì mình gấp gọn mình chỉ cần một động tác rất là dễ thôi, mình bóp cái này lại này. Đấy các chị thấy không, bóp cái này lại mình gập vào, mình làm tương tự bốn chân nữa, làm tương tự bốn chân thì mình có thể gập gọn lại được. Và mấy lúc mình gập gọn này thì mình có thể bỏ bất cứ ở góc nào của ở trên nhà, rất là gọn nhẹ và mình có thể mang đi du lịch luôn. Trọng lượng của nó thì khá là nhẹ và một tay rất là nhẹ luôn, nó nhẹ nhưng mà nó không bị quá lỏng lẻo ạ, rất là chắc chắn đấy ạ. Nó mở ra rất là dễ ạ, mình bỏ tất cả các cái mức này lại được ok ạ. Mình có thể lắp bánh. Cái bánh xe này, em có thể nói qua cái bánh xe này. Cái đặc điểm nổi trội của sản phẩm là bánh xe này đạt sản xuất theo tiêu chuẩn GSC của Nhật Bản ấy, là cái bánh xe có silicon bám sàn rất là tốt. Và thứ hai nữa là cái phanh này, cái hãm bánh này nó ở đầu này cũng có silicon bám sàn cực kỳ chắc, cực kỳ tốt, nên là lúc bé mình hãm phanh rồi là mình không sợ bé bị di chuyển xe chạy linh tinh. Đây, em có thể làm một động tác bánh cho các chị xem nhé. Đây, mình khóa bánh lại. Đây, mình... em bị ngược tay, đây. Đây, như này là hãm rồi ạ. Nó rất là chắc. Đấy, bên này mình cũng thế á. Bên này mình cũng thế. Mình hãm lại như này thì lúc hãm này thì bánh xe không thể chạm đất được nữa, nên bé không thể di chuyển được. Nên các chị yên tâm về cái độ an toàn của xe. Website dành cho bé.com hoặc là các chị tìm sản phẩm, các chị chỉ cần gõ là W2002 Mazda, xe đặc biệt W2002 Mazda, và các chị có thể tổ thêm Shopee này, Tiki này, Lazada này, bên em đều có phân phối sản phẩm hết. Shopee thì các chị có thể vào sàn ngôn là Mazda Official, hoặc Tiki thì các chị có thể gõ